Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đi cho cá nha mọi người. Đây là một cái hồ được khai thác đá ở Hội Sơn. Hồ mà chứa lượng cá chê khủng nhất, rất là nhiều, rất là đông luôn, rất là to bự luôn mọi người. Hồ cực kỳ sâu luôn đó, những con cá chê mình cho nó ăn đó mọi người thấy không, cực kỳ luôn, quá trời dữ luôn. À, rất là đông, rất là to luôn, ước lượng đầu 10 kg á, cá chê 10 kg á, từ khoảng 2 kg đổ lên tới 10 kg, kinh khủng thiệt, thật là kinh khủng. Hồ này là hồ vô trong núi nha mọi người, vô trong núi. Có mọi người thấy không, cái đầu cá chê kinh khủng không, có cái chê trắng nè, cái chê đen nè, đó, ghê gớm nó chưa. Mọi người mà xuống dưới nó xé sạch mọi người ra luôn, xé xác ra luôn quá. Không biết cái loại này nó có ăn thịt không, chắc húi không. Nhưng mà ngoài tự nhiên chắc nó có ăn đó mọi người. Còn mọi người sống chắc là nó ghĩa chảy máu quá. Đó mọi người thấy không, cái lượng nó nổi lên thôi, kinh khủng luôn. Quá kinh khủng, quá dữ. Đó, đây con cá này, cái đầu con cá không bự hơn cái điện thoại nữa đó mọi người. Đó, miệng nó ghê không, cái tay mình đút vô chắc vừa luôn cái bàn tay luôn quá, thấy không, kinh khủng, cực kỳ kinh khủng luôn, quá bự. Ý là mình đứng trên mình quay xuống đó, đó mấy cá nhỏ hả, cái bự nó ngấp không, đó, họng nó ghê không, chê quá khủng, sống lâu năm, chê thì đột biến luôn quá, quá trời cái hồ tự nhiên này. Cá tự nhiên quá dữ, quá khủng khiếp luôn, kinh hồn luôn. To hơn cái củi nữa mà thấy không, cái cây khô rớt xuống mà to hơn đó, mình thấy có chút xíu giờ hộp không mà nổi vậy đó mọi người, thấy một bao nó lên dữ lắm luôn đó. Dây trắng nè, dây trắng nhỏ chắc tầm 2 kg trở lại, có đen đó, mọi người thấy có đen không, đưa cái đầu lên kinh khủng lắm, giáp cái điện thoại luôn quá. Mà coi mình không có dơm nữa mọi người, dơm nữa bự nữa. Này đứng trên quay xuống nữa. Chiều cao có mét mét 7 đó. Nếu mà mét 7 mình đứng đi ngồi mình dơ xuống. Thấy không? Quá dữ luôn. Đó. Mét này mình chưa thấy thức ăn xuống này, mình thấy thức ăn xuống một cái nha. Để lên cho mọi người thấy. Kinh khủng. Nó mình nhảy từ thôi. Cái nhỏ nó vô sát bờ. Mấy cái bự nằm ngoài. Quay cá cho mọi người nha. Hồi này cá chắc bự, có bự quá. Quá bự. Quá nhiều, quá đông. Quá khủng hoảng. Này mà này rớt xuống dưới là rồi luôn, tiễn dông mình luôn quá. Cái đèn cạnh dưới đó nó mờ, điện thoại mờ. Nó nghe rộng không, rộng không. Hồ núi mà. Quá dữ. Quá khủng khiếp. Đầu đưa lên luôn nữa không. Đó, đổ xuống này, ghê gớm. Quá ghê gớm luôn. Rồi, chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người thành công.